Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, để chủ động ứng phó, ngành nông nghiệp các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Phản ánh tại huyện Mường Khương, một trong những địa phương chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Xã Diền Chin, một trong những địa phương chịu tác động tiêu cực từ hạn hán của Mường Khương, nhiều diện tích sản xuất cạn kiệt về nguồn nước. Để thích ứng, người dân nơi đây phải chuyển đổi thay thế bằng cây trồng chịu hạn tốt, điển hình như cây chè. Bước đầu cây trồng này sinh trưởng phát triển tốt, mang lại hy vọng thu nhập tốt cho nông dân. Theo chủ trương cấp trên thì là muốn chuyển đổi trồng chè. Năm ngoái thì riêng cái nhà tôi cũng trồng nửa hecta. Bây giờ đang mà dù năm nay là nắng hạn rất kéo dài nhưng mà xem ra thì nó cũng phát triển tốt. Tới đây chúng tôi nếu mà phát triển tốt thì có thể là các cái diện tích ngô sẽ mang trồng chè. Tại xã Diền Chin, chủ trương chuyển đổi cây trồng để thích nghi với biến đổi khí hậu nhận được sự đồng thuận của người dân. Theo kế hoạch, địa phương sẽ chuyển đổi 50% diện tích vốn trước đây bà con chỉ canh tác ngô sang trồng chè, tương đương khoảng 200 ha. Hiện đã thực hiện được 80 ha, đạt 40% kế hoạch. Trong tổng diện tích đã trồng này thì cho đến giờ phút này thì cũng có trên 40 ha là có cho thu hoạch. Và một số diện tích vừa trồng trong thời gian năm ngoái thì hiện nay đang chăm sóc và đang chăm bón để có nhiều phát triển. Thế nhưng thì so với năm nay thì cái thời tiết khí hậu như thế này thì nó không phải riêng cây ngô mà tất cả các loại cây trồng khác gần như là cũng rất là kém phát triển. Thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thay thế dần cây trồng giá trị kinh tế thấp. Năm 2023, huyện Mường Khương chủ trương giảm diện tích canh tác ngô và một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao, mở rộng diện tích chè, quế. Đồng thời trên cơ sở khảo sát đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thì đối với huyện Mường Khương thì chúng tôi cũng đã chủ động trong cái sản xuất nông nghiệp thì đã chủ động lựa chọn những cây trồng mà thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển và đặc biệt là gắn với cái liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Và trong những cái năm tới thì chúng tôi tiếp tục từ nay đến 2025 là tiếp tục phát triển những cái cây mà có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu như cây chè, cây quế và chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu để hỗ trợ phát triển cho bà con các cái vùng chè. Mường Khương hiện có hơn 4.000 hecta chè. Huyện đặt mục tiêu nâng diện tích trồng chè lên 5.400 ha vào năm 2025. Nỗ lực này cho thấy những thay đổi tích cực trong sản xuất nông nghiệp, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa gia tăng giá trị thu nhập cho nông dân địa phương.